Ok, xin chào toàn thể anh em quay trở lại với kênh. Đó, lại tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng đồ về xây dựng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em con bơm 1T của hãng Kabushi. Đó, anh em quan tâm những cái dòng này thì có thể là gọi điện cho em. Số điện thoại trên tấm biển trên màn hình. Đó, thì giới thiệu chi tiết cho mọi người là con này con T, con bơm 1T nhá anh em nhá. Một chục này. Đó, bơm thủy lực luôn anh em ạ. Đấy, đây này. Con này thì chúng ta sẽ dùng bằng tay bằng chân được hết nhá anh em nhá. Về cái phần đầu của nó này, nó có 5 chức năng này. Đấy, bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm bóng này anh em nhá. Đấy, 5 chức năng cho anh em này. Và có phần đồng hồ đo áp lực cho mọi người này. Ví dụ như xe máy thì chúng ta sẽ đo bánh sau thì nó là 4 cân và bánh trước thì chúng ta sẽ đi được khoảng 2 cân rưỡi thôi. Đó, đây này. Về nhãn hiệu của nó là Kabushi Nhật Bản này, Japan Nhật Bản luôn nhá anh em nhá. Anh em để ý này. Anh em để ý chưa? Khi chúng ta khóa chúng ta sẽ đẩy cái này lên. Đấy, đẩy cái hai cái thanh nhựa này lên. Đó, ok chưa? Khóa đây. Nhìn nó rất là gọn luôn. Khóa rất là gọn đây, đợi anh em tí. Bỏ cốp xe hay là đấy, chúng ta sẽ đưa hai cái này lên và quận cái dây này vào là xong. Ok chưa? Đó, đây. Giờ bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người nhá. Test thử cho mọi người này. Dừng luôn.